sớm xuống xe không ai quay trơn. Bữa nay 16 tháng 10 sớm vậy xe mà không có ai quay trơn, giờ xuống bờ hết rồi. Hôm qua vậy xe anh xe quay lại cho anh Bình Dương coi. Mà anh xuống nè. Đó, giờ mua quay lại cho anh coi. Xuống xe hết rồi tầm chừng Bình Dương Đồng Nai xin coi mà anh xuống đi đi mấy bò còn kem này xương cối cối nè. Ba bê muối số 10 ba bê số 9 ba bê muối con số 7 không kèm số 6 pháp kèm con pháp kèm này F2 nè toàn cái về hai xe bò nó quá trời đẹp. Con số 5 cũng pháp kem luôn. Con này mới về xuống xe sau. Trường gì số. Con pháp kem đỏ con số 2. Đó. Với một con pháp đỏ con số 1. Này bò lớn rồi nha. Với con này nhẹ tiền. Con pháp kem này cũng mới về. Chưa có dễ số. Mấy con qua thì anh dễ xấu rồi, còn mấy con mới về xuống xe anh chưa có dễ xấu nè. Cái con số 3 này cũng về hôm qua. Hôm nay mới về. Mới xuống xe. Em chưa có gì xấu. Cái con ú này cũng mới về, 3B. Quá trời về. Nội trong chuồng giờ hâm mấy con bò pin không? Anh chị mua thì yêu cầu liên hệ số điện thoại 0395168767 gặp Tư Tiến. Như hôm qua về xe, nay về xe, nay 16 tháng 10 về một xe. Quá trời về mấy bên con bò này là biên lực không?